Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Everton và câu lạc bộ Liverpool. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 6 giải Ngoại hạng Anh. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, và các cầu thủ Everton sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Liverpool sẽ là những người đánh giá cửa trên và sẽ chấp chủ nhà Everton với mức kèo là 1,5. Mức kèo phải tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận này là 3 trái 3,25 và 2,75 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link màu xanh đó, ấn vào chữ đăng ký nó là xong. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần gặp nhau gần đây nhất của Everton và Liverpool, Everton thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Liverpool. 5 trận thi đấu gần nhất của Everton, Everton thắng 1, hòa 3 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool, Liverpool thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình thì mình chọn cửa đội chủ nhà Everton được chấp 1,5 hoặc là 1,25 ở trận đấu này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Everton một lần nữa chạm trán với Liverpool thì vẫn bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì Everton họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai, trận đấu này Everton có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì trận đấu này Everton được chấp với mức kèo cũng hơn một trái. Nếu như trận đấu này mà hai đội lại một nửa hòa nhau, thậm chí là Everton có thất bại được Liverpool với cái biệt là một bàn, thì chúng ta chọn cầu Everton, chúng ta cũng thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước nhiều điều khi mà 90 phút chưa thúc. Không phải lúc nào đánh giá cửa dưới thì mới nhận thất bại đâu. Khi mà hiện tại thì mặc dù là phong độ của Everton họ không mấy thì tốt, tuy nhiên thì cái lần mà giành chiến thắng của Everton trước Liverpool thì cũng thắng ở sân nhà. Biết đâu trận đấu này với cái đớp trên sân nhà của mình thì Everton cộng thêm một chút may mắn nữa sẽ đá bại được Liverpool luôn thì sao. Thì trận đấu này mà nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Everton được chấp 1,5 hoặc là 1,25 chỗ này. Ít nhất thì trận đấu này mình dự đoán là Everton họ sẽ giữ lại một điểm trên sân nhà trước Liverpool hoặc là chỉ thua với cái việc là một bàn là cùng. Mức tài xỉu trận này là 3 trái 3,25 và 2,75. Thì Everton mặc dù là trận đấu này không giá cao, tuy nhiên thì họ đá sân nhà thì đá cũng khá khó chịu. Mình đi đoán trận này có thể là sẽ không vừa thắng ghi đâu, có thể là kết thúc 9 phút. Dự đoán sẽ có tỷ số là 1-0 nhưng mà cho Liverpool hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều. Bên nào tin tưởng mình nữa, an toàn lựa kèo xỉu 3,25 các bạn đá, hoặc là có thể là đá nhẹ xỉu 3, canh đậm một bàn rồi nên vào xỉu mạnh. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tỷ số là 1,25. Dự đoán hiệp 1 hay là với là thế sân nhà thì Everton sẽ còn trụ vững được trước Liverpool. Hiệp 1 các bạn đá cửa Everton được chấp và đá xỉu 1,25. Nhưng mà hiệp 1 thì mình khuyên các bạn là nên đá cửa Everton được rồi, không cần phải đá tài xỉu đâu. Và tất là cháu chốt kèo chọn có Everton và đá xỉu ở hiệp 1, ưu tiên đánh ở Everton và đá xỉu 1,25. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc em may mắn nha.